Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Giá xe Honda Winner X 2020 bất ngờ quay đầu giảm mạnh trong những ngày cuối năm 2020. Sau một chuỗi ngày tăng giá liên tục, sang những ngày cuối năm 2020, giá Honda Winner X lại bất ngờ quay đầu giảm mạnh. Cụ thể, mức giá bán của Honda Winner X 2020 chưa bao giấy tờ đã giảm thất thường thời điểm hiện tại. Cú hích khuyến mãi là 4 triệu đồng phí đăng ký từ đầu tháng 9 đến cái cuối tháng 1 vừa qua từ các cửa hàng Honda đã giúp giá xe tăng trở lại trong các tháng 10, tháng 11. Thậm chí nhiều lý còn trong tình trạng là khan hàng trầm trọng vì lượng người mua là quá lớn. Tuy nhiên, bước sang cái đầu tháng 12, 2020, giá của Winner X lại bất ngờ chững và giảm mạnh. Theo khảo sát chúng tôi, một vài đại lý lớn tại Hà Nội, hiện nay tất cả các phiên bản của Honda Winner X 2020 trong cái tháng 12 đều giảm giá mạnh từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu đồng so với mức tháng trước. Cụ thể, Honda Winner X phiên bản thể thao thường có mức giá bán dao động từ 41 triệu 500 ngàn đồng, giảm là 2 triệu 500 ngàn đồng so với tháng trước. Còn phiên bản đường đua HLC và phiên bản thể thao Fun Apex đang có mức giá bán một lượt là 45 triệu đồng, tức là giảm 3 triệu đồng so với cái tháng 11. Giảm mạnh nhất có lẽ là hai phiên bản Demo và Camo. Dù phiên bản Camo vừa được hãng Honda thiết kế là một bộ tem mới cực kỳ bắt mắt, nhưng hiện tại chỉ có hai phiên bản này đang đều có mức giá bán là 43 triệu đồng, tức là giảm tới 5 triệu đồng so với cùng điểm tháng trước. Sau hiệu ứng tích cực từ đợt khuyến mãi vừa qua, nhãn sức Honda tiếp tục tung ra một cái chương trình hỗ trợ tới 5 triệu đồng phí đăng ký xe nhân dịp Giáng sinh cho những khách hàng mua Winner X bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 2020. Như vậy, nếu tính trừ chi phí hỗ trợ đăng ký từ hãng vào mức giá bán thì tất cả phiên bản Winner X trong tháng 12 sẽ thấp hơn cho động là từ 9.500.000 đồng đến 11.000 đồng sau mức giá đề xuất từ hãng đưa ra. Theo chia sẻ với chúng tôi, một nhân viên tại Honda Hiace Titan số 5 Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội cho biết, ý so với tháng trước thì giá của Winner X hiện nay giảm khá nhiều. Thời điểm mua mạnh nhất có lẽ là đầu tháng 10, khi đó giá xe xuống thấp nhất chỉ còn dao động là từ 28 đến 29 triệu đồng, nên lượng khách hàng đã đổ xô đi mua. Tuy nhiên, đến cái tháng vừa rồi, giá xe bỗng tăng mạnh trở lại, thì doanh số bán cửa hàng đã chững lại rất nhiều. Nhân viên này cho biết thêm, nếu gần Tết đến thì tình hình doanh số của Winner X vẫn tiếp tục ở mức giá hiện tại thì mình nghĩ đây khả năng mua xe rất cao vì chiếc xe sẽ giữ giá hoặc có thể điều chỉnh giảm nhẹ một lần nữa. Và đây là giá bán của Honda Winner X 2010 trong những ngày cuối năm 2010. Honda Winner X phiên bản thể thao mức giá bán đề xuất là 46 triệu đồng, giá bán đại lý là 41 triệu 500 ngàn đồng, chênh lệch giảm gần 4 triệu 400 ngàn đồng, còn được ưu đãi hỗ trợ là 5 triệu đồng phí đăng ký. Honda Winner X phiên bản Camo mức giá bán đề xuất là 49 triệu đồng, giá bán đại lý là 43 triệu đồng, chênh lệch ưu đãi giảm gần 6 triệu đồng, ưu đãi nữa là hỗ trợ thêm 5 triệu đồng phí đăng ký biển số. Honda Winner X phiên bản Demo có phần ABS mức giá đề xuất là 49 triệu 500 ngàn đồng, mức giá lý chỉ có 43 triệu đồng, chênh lệch là 6 triệu 500 ngàn đồng, hỗ trợ thêm 5 triệu đồng phí đăng ký. Winner X phiên bản đường đua HLC có phần ABS mức giá đề xuất là 50 triệu đồng, giá lý chỉ có 45 triệu đồng, chênh lệch gần 5 triệu đồng và thêm ưu đãi là hỗ trợ 5 triệu đồng phí đăng ký. Winner X phiên bản thể thao có phần ABS mức giá đề xuất là 49 triệu đồng, giá bán đại lý là 45 triệu đồng, mức chênh lệch giảm gần là 4 triệu đồng, ưu đãi hỗ trợ thêm 5 triệu đồng phí đăng ký. Lưu ý, giá xe thực tế còn tùy vào từng lý và từng bán xe. Cảm ơn các bạn đã xem clip này, đừng quên nhấn like, share, subscribe.